Giáo hội Trung Quốc Giáo hội Trung Quốc sự hồi sinh tâm linh giữa đại dịch COVID-19 Vài năm trước, chính quyền Trung ương Trung Quốc đã thực hiện các quy định mới về thực hành tôn giáo. Chủ tịch Tập Cận Bình cống việc hướng dẫn về tôn giáo cho người trẻ tuổi dưới 18 tuổi. Bây giờ, sự cô lập của đại dịch COVID-19 đã tạo điều kiện cho việc giáo dục tôn giáo cho những người trẻ tuổi qua các chương trình phục vụ và cầu nguyện online nhà văn Teresa Seo, có trụ sở tại Thượng Hải cho biết Mặc dù đại dịch đã dẫn đến sự phong tỏa các ngôi làng, nhưng các linh mục đã không ngừng hoạt động mục vụ trực tuyến, đặc biệt qua kinh WeChat. Về phía các gia đình, họ tìm cách cầu nguyện thường xuyên hơn với nhau, tham dự những nghi thức phụng vụ lời Chúa, thánh lễ online. Các trẻ em được học kinh thánh và tham gia phụng vụ trực tuyến tại trung quốc trong tam nhật thánh vừa qua khi lệnh cách ly giảm nhẹ các linh mục và tu sĩ đã có thể đến thăm người bệnh ban bí tích giải tội và cầu nguyện cho những người quá cố trong cơn đại dịch